là lợn kìa. Đã nhờ. Đây là những diễn viên đấy các bạn ạ. Những diễn viên chính đấy. À. Ôi ôi. Ôi ôi. Push. Push. Để xem nó biểu diễn cho hay gì. Nhìn đi quả dư thôi nhỉ. Ôi mấy ông lợn con kìa. Nhảy luôn vào vào trong kìa. Anh em nữa. Ê, anh à. Già rồi đấy nhỉ. Dê cụ ở đây này. Dê cụ. Cụ có dê, dê cụ. Đây, bế được nó hả? À, nhiều rồi, thơm, thơm một cái nào. Thơm một cái nào. Con mẹ nó, mẹ nó đây, mẹ nó để ý thôi đây, mẹ nó. Chén đi các em. Mấy con mẹ vịt kia nó ăn à? Quang, 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 quang. Ê, con này cắn. Ủa, cái loại này nó ngủ. Dài lắm. Nó ngủ ở trên cây có khác nhỉ? Con nào con đấy, đứng đơ đơ luôn. Đấy. À, chú khổ quen rồi. Ủa, tập luôn. Tập luôn. Chị ca chắc phải xem anh Hải ấy. À. Thế nào chị? Ngon. Ừ. Ngon thật nhưng mà hơi cay một tí. Ủa. Ăn cái con gà đây nó chất lượng. Mà con gà này nó phải mừng thọ khoảng 15 lần rồi. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapon TV. Hiện tại thì Hải vẫn đang ở cái ngôi làng rất là tuyệt vời luôn. Ngôi làng mà có cả trăm YouTuber các bạn ạ. Rất là nổi tiếng trên thế giới. Mà ở Việt Nam thì các bạn biết đấy. Nhiều khi mình up lên video lên anh em bảo là không biết bạn là Lý Thị Ca là ai hoặc là những cái kênh ấy, nhưng mà thực sự các bạn ạ, ở Việt Nam các bạn rất ít khi được xem những cảnh này. Hôm nay thì mình xin phép là theo chân Ca là để đi anh em đi tiếp tục khám phá ngôi làng này để xem có những điều gì đặc biệt và các bạn ấy là có những cái bí quyết gì để thành công như vậy. Thì hôm nay mình dậy rất sớm các bạn ạ. Thấy các bạn nhìn mặt mình cũng đã hơi ngu ngu đúng không? Đấy. Đây, đây là cái công việc hàng ngày của các YouTuber này. Đấy, các bạn quay lại cái cảnh rất là đời thường. Đấy, như dãy cỏ này, rồi trồng làm farm ấy. Đấy, đây là Ca này. Ô, chân tay bị sao này? À, bị tai nạn lao động à? Ồ, đấy các bạn thấy không? Chân tay bị tai nạn lao động. Thế là, nhưng mà tai nạn lao động, thế là về nhà là làm kênh YouTube luôn. Không, nói chung là cái đấy thì em cũng... YouTube này cũng vừa mới biết làm thôi, nhưng mà cũng thấy có bạn bảo là đi sang bên này chơi, thế là về đây ở xong là lại ở đây luôn, nên là chưa à, thế à. Tuyệt vời nhỉ. Đấy. Đấy, nói chung là tất cả nó đều là cái duyên đấy các bạn ạ. Ừ. Thế kênh được nhiều người đăng ký cho em là... À cũng ít thôi à. À. Chó đi chơi đâu ấy. À chó đi chơi rồi. Làm về nhưng mà nó không chịu ở đấy. À làm không chịu ở, nó cứ đi chơi thôi đúng không? Đi chơi rồi đi tìm gái thôi. À nó chó đi tìm gái à. Uy tín nhỉ. Đấy cái công việc hàng ngày các bạn ạ, làm farm này, đấy không? Ừ. Ở đây cái cảnh đồi núi ở đây rất là đẹp luôn đấy nhỉ. Sáng thì mây mù bao phủ hết cái thung lũng này. Đẹp. Đâu để xin phép vào trong ngó nghiêng một chút nữa. Phía trong bếp này. Đây măng ớt tự làm này. Hả? À không bấm. Cái măng ớt này họ tự làm này. À măng ớt này. Đấy. Mùa măng ấy chị nhỉ. Ừ. Mọi người làm măng ớt này. Ôi, cái nồi nấu cái nồi to này chắc lợn lợn nhiều lắm ấy. À, cái này là nấu cho con lợn nó ăn à? À đây măng khô chứ. Hả? Măng khô. Cái này măng khô à? Măng đắng thì mới làm măng khô. À. Còn đây là nồi cán cho lợn ăn đấy. À, cảm ơn em. À, farm ở phía sau à? À, đây là anh em sinh hoạt hàng ngày nha các bạn nhé. Đây, mình ra phía đằng sau này. Farm đây à? Nước ở trên núi, ở đây được cái nguồn nước dồi dào nhỉ. À, gà lợn thì sao? Mình đi ra đây được không? Được mà.
Nhưng mà cái farm này là không quy mô bằng farm nhà ca nhỉ? Tí nữa còn mình lên xem farm ở nhà trên trên. À. Khá là ấy. Này, xin phép anh em đi vào trong chơi một tí. Trang trại ở đây thì họ cũng kiểu vừa mới phát triển anh. À. Vừa mới làm thôi. Ừ. Còn em thì phát triển 3 năm rồi. 3 năm rồi. Còn họ chắc cũng được tầm mấy 6-7 tháng thôi. Ừ. Cái này là chuồng gà. Ừ. Gà, vịt. Làm kiểu này cũng hay đấy nhỉ. Ờ. Đây là farm hay còn gọi là phim trường các bạn ạ. Kiểu các bạn hiểu phim trường kia đấy. Đi, anh em mình tiếp tục di chuyển lên phía trên. Hôm nay là đưa các bạn đi tham quan một số những cái farm, một số cái mô hình. Ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ. Cảm ơn hai vợ chồng nhá. Là hai vợ chồng à? Không sai nữa à. Cố gắng làm thật tốt nhá. Không sao, không gì đâu. Ok, bắt tay em. Cảm ơn nhé. Thank you. Cháu con nữa ạ, mình ạ. Hành này, rau này, rồi rau thơm đủ hết. Tiếp tục là giờ mình lại đưa các bạn đi thăm một cái farm khác. Ở đây khung cảnh rất đẹp anh nhỉ. Ở đây đẹp nhỉ. Cái farm này mới là đẹp này ca này. Vâng. Ở kia có cái vách núi. Nó có hình dạng như kiểu là cái nhũ đá rất là đẹp. Ở đây có cái ao này. Đây có con gà đi vào lôi của mình. Ở đây hiện đại một chút có điện. Hiện đại một chút có điện đúng không? Cái điện này nước ở trên này thôi ạ. Mùa mưa thì nước xuống đây mà. Ôi hai con vịt con. Ở đây còn có cả mương này. Ừ. Tiện hơn bao nhiêu nhỉ? Đây nào. Hello. Chào chị nhé. Chào em nhá. Đi vào lối nào đây em? À. Ôi chó nó có ấy không nhỉ? Chó nó có đớp không ạ? Ui, vừa vào phát mà anh em nhìn thấy chưa? Ngan gà vịt này. Mic, mic. Nhiều chưa? Yeah, chung ngán ngán đấy. Đấy. Hello em. Đang cho gia súc ra cờ ban à? Chưa. Đẹp quá. Cho anh xin phép vào trong chơi tí nhá. Vâng. Cái cổng rất là gọn nhỉ anh nhỉ? Nhìn đẹp nhỉ? Đẹp. Decor đẹp. Wow. Ôi dồi ôi, hay nhỉ. Cái chỗ đấy mà con cái này mà cho con lợn. Cái chỗ này mà cho cái con lợn để nhà em mà nó để nằm ở đây thì ác đấy. Hello em. Ồ, chỗ này mới gọi là view đẹp đây này. Khỏe không em? Ừ. Anh xin phép vào tham quan tí nhé. Ừ. Đâu? Hai vợ chồng có ở đây luôn không? Có ạ. À, ở đây luôn à? Thịt treo này. Nhiều chưa? Cá khô luôn. Ờ. Thịt treo, măng khô, cá khô. Măng khô đây. Cá này. Mọc à? Hả? Không hôn được đúng không? Mình không có thời gian đấy. À, thế à? Đi suốt rồi. Đi suốt đúng không? Làm nương các kiểu. Trên này có con gì ấm mắt không? Có con gì ở trên đấy nhỉ? Bồ câu ở trên đấy hết. Bồ câu không? Bồ câu có hai đàn cú thì ở trên đá. Ở trên đá đấy à? Nó phải chui lên đá ở à? Nó phải chui lên đấy ở à? Hay nhỉ? Lên sẽ ngó cái hang cái không? Đi lên tham quan. Chắc không có con hổ gì chui ra đâu. Ồ, cái con hổ mà chui vào gặp ca thì lên gác bếp luôn đó chứ. Đây là mọi người trồng ngô luôn này. Đấy.
Ôi ở đây cảnh đẹp, đẹp thế nhà mình của mình. Công nhận là đi nhiều mới biết nhiều nhỉ. Chắc là bình thường ở nhà ca cũng hay kiểu đi ấy đúng không? Đi qua anh nhiều nên là ít có thời gian. Vâng, ít có thời gian để thăm trang trại của họ lắm. Ờ. Hôm nay mới có cơ hội đấy. Ừ, thì bồ câu sống ở đây hết mà. Nó sống ở trên này thoáng kìa. Ở đây nhờ hang đá này mà nhà em nuôi lợn thì hết ý luôn. Ừ, hay thật đấy. Cái này mưa cũng không lo, nắng không lo này. Cái này mưa không tới mặt, nắng không tới đầu rồi. Vâng. Tuyệt vời. Anh em thấy không? Phim trường rất đơn giản. Vâng, chỉ thế thôi anh ạ. Chỉ thế này thôi mà bao nhiêu video triệu view. Đấy. Đây. Đấy chỉ túc tắc làm trang trại rồi là mình xây dựng mấy cái ấy thôi, cuộc sống bình thường như này thôi. Cuộc sống thực tế của mình ấy. Đúng không? Sau lần này về là tôi và anh Mỹ là sẽ có cái cách nhìn khác đấy nhỉ? Vâng. Cẩn thận nhé. Cái ngôi làng này ca. Dạ. Mình cứ thấy ở những bộ phim bên Trung Quốc mà xong rồi buổi sáng khói nó lên một tí ấy. Cảm giác như kiểu là ở Việt Nam mình có bức ảnh đấy. Vâng. Đúng không? Có mà ở trên đỉnh dốc này là mình đi sớm một tí là có đấy. À, kiểu đấy mà. Đẹp. Đấy, buổi sáng à. Cho con lợn ăn à? À. Nhưng mà anh nhìn em hình như là em hay làm ở cái kênh Suvai đúng không? Đấy, kênh đấy mà. À. Là anh này đây. Là em. À, Survival. Kênh sinh tồn đấy. Ừ. Tóc dài này. Tóc dài giống như ở em Lý Tử Lanh ngày xưa ấy. Chị cho lợn càng ngô càng thấp nha. Ừ. Càng ngô đấy. Chuối nữa. À, mới chuối. Bảo sao cái món thịt lợn hôm qua anh em mình ăn nó ngon thế. À. À, mấy con lợn nhà ca ngày xưa là cũng nuôi bé bé từ này đúng không? Bé bé xong sờ ở đây anh ạ. Xong mình à. Huấn luyện dần. Đúng rồi, đang bé như này này. Đấy, các bạn nè. Đấy, tuyệt vời chưa? À, vào đường đây à. Đấy, là lợn kìa. Đã nhờ. Đi đâu nó chạy theo đấy. Bé như này là huấn luyện là làm ấy. Ừ. Đấy. À. Đây này, thoải mái sờ nhỉ. Ôi cái đàn lợn này đẹp chưa? Nó đứng rất là ngay ngắn luôn đấy. Đâu? 11 con kìa. À gà rừng không thả nó bay mất đúng không? À, gà rừng ở trong đấy à? À nó đi ăn rau hết à? À. À. Có nó là nó đi xử hết rau đúng không? Mỗi lần chăn này này mình cứ ngồi cạnh lâu một chút. À. Cứ sờ sờ xong nói chuyện với lợn thì khắc quen hết mà anh. À thế à. Đấy anh em không? Bình thường anh đổ một phát anh đi luôn này, nó còn sau chăn nó sợ. Ừ. Mình phải ngồi nói chuyện tâm sự với nó đúng không? Vâng. Đây là những diễn viên đấy các bạn ạ. Những diễn viên chính đấy. Thường thường là những cái con vật ở đây là các bạn ấy là rất ít khi sơi nó, nếu mà vì một lý do đặc biệt nào đấy thôi đúng không? Thì mình mới sơi thôi, còn bình thường là đây là toàn bộ là diễn viên điện tử điện lạnh hết anh em ạ. Cái này vẫn sơi được mà anh, vẫn sơi được. Vẫn sơi bình thường thôi. Đây này, đấy các bạn thấy không? Con lợn này. Ấy à. Kiểu quen không quen người. Ôi đã thế. Này. Anh em không? Ừ, cái con lợn này nó đi. Lợn nó tránh đấy, nó sợ. Ôi, con vịt nó tránh con lợn ăn này. À. Nó ăn cùng. À. Vịt nó ăn cùng với lợn luôn.
Cẩn thận con lợn nó cắn vào đầu cho. Con lợn cho nó không cắn đâu. Nó không thích ăn, chắc là không thích ăn khô đâu. Vịt bình thường nó thích ăn hơi kiểu ấy đấy nhỉ. Nó phải thích tí nước này. Ô con ngỗng này. Ui giấm chân rồi. Ok à, mày nha, ăn chanh của lợn à, nó giẫm vào chân chưa? Con lợn ấy này. Con lợn mẹ nhỉ? Đâu, con lợn mẹ đâu? Không. Nè. Lợn rừng à? U. À, lợn rừng. Lợn rừng, nhìn cái mồm nó khác thật nhỉ, thò nó ngang. Nó dài ra. Lợn rừng bao giờ nó mà thả trên rừng thì nó sẽ ấy hơn, nhưng mà mình được chăn tốt nên là nó cũng có thuần hóa đi. Ừ. Đâu cả rừng đâu? Toàn bộ kìa, nhỏ nhỏ này thế á. Nhỏ tí thế hả? Nhưng mà bọn này bây giờ nó thuần chưa? Thuần hết rồi, chỉ cho nó ăn rau. À. Bây giờ lấy về đây thuận ấy. Kìa còn hai gà rừng bé anh kìa. Ô, chưa đủ rồi. Nó còn đói đấy anh nhỉ. Đấy, các bạn ấy. Mấy con lợn này. Cái này chuồng bồ câu nhỉ. Chuồng bồ câu làm chuồng nó không ở nhỉ. Toàn lên đá ở đấy. Cái gì bồ câu á? À. Làm chuồng nó không ở. Ừ. Ờ, cha bắt con ngẫu lên luôn kìa. Con là con vịt. Đội lợn này rất háo ăn nhỉ. Hay thật đấy nhỉ. Chắc mình phải mua một đàn vịt bé bé này về để thuần. Để thuần từ bé giống như mình đi đâu nó cũng theo đi. À, hai vợ chồng làm farm này lâu chưa? Cũng là 2 năm. 2 năm. Thích thế nhỉ? Chắc mình phải có đi làm từ gà của mình bây giờ lớn rồi đó. À, một năm thất bại. Lý do tại sao lại làm nó thất bại? Có bán không? Ừ. Đúng rồi. Thực ra là khi mà làm YouTube này vừa làm vừa rút được kinh nghiệm anh em. Chứ không ai là chắc chắn cả, bởi vì là vào một ngày đẹp trời hoặc là nó nội dung đó nó mất đề xuất ấy. Ừ. Ăn cái này. À ngô em phải xay nhỏ ra chứ. À gà lớn này. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. Ok, thôi cảm ơn hai vợ chồng nhá. Đi anh em mình xin phép lại tiếp tục đi tham quan một số farm ở đây nữa. Đây trang trại đây luôn rồi. À, trang trại đây luôn à? Ờ. Đây là chắc là bỏ tại sao không nhỉ? Trang trại của Hiền. Đây cũng làm lâu rồi anh. Nhất là chó. Hả? Cứ tưởng ở trên núi là đây. Hiền ơi. Hiền ơi. Sợ chó chắc buộc hết rồi nhỉ. Không thấy người đâu. Đây. Ôi dồi, em. Hiền. Hiền đâu em? Đấy, anh em nữa. Ừ, đi vào đường nặng. Anh vào chơi chút nhá. À, đi. À. Đây. Đây này là một cái farm khác. Ở đây là có rất nhiều những gọi là chú lính canh nhà. Nhiều em bé thật đấy nhỉ. Ôi cái con của nó vằn vằn nó chạy hết rồi kìa.
Đâu rồi? Nó chạy ngay kia rồi, có cái gì cho nó ăn đấy. À. Em chăn chưa? Toàn lợn lợn rừng luôn. Hay là lấy về chăn nó một tí để cho nó về nhỉ? Con lợn bé. Ui ôi. Lợn rừng. Đây là cao thủ ở trong này đây này. Nó phi phát ra mà bay luôn cả cái đá luôn. Đấy, nhìn kìa bạn kia đứng lên chào ấy. Chào phơ ai mí đấy. À, ui ôi, ui ôi. Để xem nó biểu diễn cho hề gì. Chắc hẳn là đồng gấu chưa? Nó thấy đông người sao? Đấy. Nó vẫn biểu diễn. À. Thử nào, thử xem con này nó có nhảy ra được không? Chắc nhảy được đấy. Nó mà nhảy ra được cái đẳng cấp đấy. Kia kìa, anh em thấy cái đàn lợn mà vằn 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 kia chưa? Đúng lợn rừng luôn nhá. Phải không? Ôi kìa. Ôi. Ôi nó nhảy phát ra luôn. Thật đấy, không để ý đâu đấy. Siêu ấy. Anh em nhìn thấy đàn lợn rừng chưa? Đấy. Nhìn thấy con cái này là mình thuần từ bé hả em? À. Đi đi. Giáo. Cho vào. Ui, mớ mà ăn lại tăng đi chục khinh mà. Kìa, anh em thấy một con trong chuồng kìa, con này chuẩn bị phi phi ra này. Theo anh em là đoán là con này có phi ra được không? Đây này, con lợn rừng luôn đây này, con lợn rừng mẹ này. Tí nữa ăn sau nha. Đây, con lợn rừng con kìa anh em này. Đấy. Nhìn đi quả dưa nhỉ. Vâng. Này mà cái đàn con này mà rơi vào tay ca là thuần nhau thì thôi rồi luôn ấy. Ở đây là hơi nhát. Vâng. Em mới hiện hiện ở nhà. Lợn này nhìn hay thật. Ừ. Các bạn là nhìn đơn giản này thôi nhưng mà đây là cái đây là một trong những loại phim trường cực kỳ đắt giá luôn các bạn nhé. À, lợn bé chưa biết ăn đâu nhỉ? Con mấy con lợn này là đẻ được bao nhiêu ngày rồi em? Khoảng một tháng à? Ừ. Yêu nhờ cái con lợn rừng đấy. Nuôi một con phép lợn. Hay nhỉ. Ừ, lớn lên nó còn cái sọc sọc kia nữa không? Có thế chứ, lợn rừng này nó vẫn có chứ anh. À, lớn lên nó vẫn còn cái sọc sọc đấy à? Nó màu kiểu mờ mờ đi một tí vàng, nó nhìn nó màu vàng ấy, vàng. Ơ, mới ông lợn con kìa, nhảy luôn vào trong kìa. Anh em nữa. Nhảy luôn cả vào trong luôn đấy. Tập ăn dần hai con kia nó chắc nhường hay sao không thể ăn. Hất con ra ngoài. Cẩn thận con lợn mẹ lại cắn vào chân. Đây có gà rừng luôn này này. Anh em thấy không? Gà rừng này. Còn ở trong này cũng có một đây này. Rất nhiều gà rừng luôn này này. Đó. Mới tối. Chắc là chưa thả ấy. Cái này là một tổ luôn này. Chống cả mái luôn. À chú, trời ơi. Được rồi, thương thương nào. Ồ, đã nhờ. Được con nhé, mẹ thương nào. Mẹ yêu nhé. Xích quá, nhìn về đây nào. À. Ôi trời ơi, trời ơi. Hôm nay nó vừa mới hôm nay là mình hôm nay là mình thân nhau rồi. Vâng. Hôm nay là không ấy nữa. À. Một hôm là thân mà. À. Rất là đấy, cái cảnh đi qua đây ấy cũng rất là đẹp luôn đấy. Ôi trời, ôi trời. Cái này hơi xa một tí nhá anh ơi. Cái đá đấy để cố tình để xa cho con chó nó nhảy, bây giờ vẫn nhảy được. Em về đây, đây nào về đây. Ê, lu con. Đi đâu?
Tuyệt vời nhỉ. Con yêu con. Rồi. Nào, đi vào đi, con này con được không quay buồng nhỉ. Anh chưa bao giờ đi vào đâu mà một đàn chó mà mình tự tin như này. Anh thường... cứ theo em là em cân hết mà. À, đấy, may có ca cân hết. Đây, đẹp chưa? Các em một câu. Ô, cấm xíu cả nai ỏ. Này, em một câu. Con gà đi chơi hết rồi. Cái kia. Về đây nào nhanh. Ô, con chó này nó đi vào đây này, ca này, có đuổi nó ra không? À, nó không làm gì chứ, không không ấy. À thế à? Có người nó không ấy, không làm. Có người đâu. Không không nó làm láo đâu. Con lợn thì cái gì chả? Cũng ấy. Dê cũng thích ăn lắm đấy nhỉ, hai thả. Ờ thả ra cho nó ra đây cho nó ăn đi. À. Nào được rồi, rồi rồi rồi. Đi đi ra đây. Con này yêu quái này nghịch lắm nhỉ. Đâu? Con yêu quái này nghịch lắm à? Ơ nó cắn chân mình anh em ơi. Có một con cắn chân đấy anh ơi. Hả? Có một con nó ấy lắm mà. Không phải nó cắn đâu nó. Ơi, anh à. có một con bé này cắn này. À, này. Con bé hơi cắn. Đây đây. Đây 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 đây. Ra ra chỗ này cho nó sạch sẽ à. Một chút cho nó. Ra đây ra đây. Thoáng nhỉ. Ừ. Này, bé bé. Đây đây. Ồ. Oh. Các bạn thấy không? Đây là cái bí quyết đấy. Mình cứ dần nó như này nó mới quen được, đúng không? Con bé bé này có cắn không chị? Không. Có một con bé trắng trắng là nó cứ tưởng thịt nó cắn đấy. Nó cứ tưởng không phải cứ tưởng là ấy nó không biết. Kia kìa, mấy con kia gọi ra đây kìa. Bé 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 bé. Con này mới nghịch này, con này cắn này. Con này nghịch nhất à? Mất thôi. Đây này. Bé bé. Con này sừng to nhỉ? Cắn vào tay. Con này cái sừng nó dài. Lông nó cũng dài luôn. Chắc là bị nó cắn tay rồi đúng không? Nó chỉ cắn nhẹ một cái. Ui, ui trời ơi. Nó cái con bé. Nó nhiều ăn đấy. Nó đây đây đây. Đây của bạn hết nha. Nhìn cái sừng của nó ấy kìa. Ờ nhìn cái sừng của nó kinh thật đấy. Con này em nuôi bao nhiêu năm rồi? Con này chắc cũng phải lâu lắm rồi anh ạ. Ờ. 10 năm rồi, 10 năm rồi. Già rồi đấy nhỉ. Già. Dê cụ ở đây cái này. Dê cụ có dê cụ. Con trắng. Úi đừng đánh không? Cái này là nếu mà các bạn có xem Lý Tử Thất hay là Điền Tây Tiểu Ca ấy, thì cũng cảnh nó cũng chỉ đẹp đến như này là cùng đấy các bạn ạ. Đấy. Cái này là từ đàn dê này em tự gây lên đấy à? Vâng. Ừ. Lúc đầu là có 4 con anh ạ. Ừ. 4 con. Bây giờ nhân được 11 con. Có một con đang làm gì? Con này mới đẻ xong không chị? Đẻ được bây giờ đẻ được 1 tháng rồi. 1 tháng. Ừ, hơn 1 tháng rồi đó. Rồi, này. Đã nhờ. Đẹp quá. Nào làm kiểu ảnh thì up Facebook nào. Nào. Chén đi các em. Mấy con mẹ vịt kia nó ăn à? Quang 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 quang. Con này cắn. Cắn chẹt một tí ấy. À. Được, đây đây dưới đất này. Đây này. Cái này nó cứ thích liếm tay kia. Này thôi, này. Dưới nó không thích đâu. À, tuyệt vời. Con đàn gà ăn no rồi chứ? Đàn gà no rồi. Ăn no đi chơi hết rồi. Lên đồi đi chơi rồi. Anh em thấy tuyệt vời không? Đây là một trong những kênh YouTube quay cảnh cực kỳ là đẹp nhé các bạn nhé. Không, mình đã nói là không thua kém thì các kênh của lớn của Trung Quốc đâu. Ừ,
Thôi được rồi, được. Rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Các bạn cắn chân cắn tay nữa. Này. Hôm nay không thấy con lợn mẹ về ăn à? Phải con lợn mẹ kia không? Con mẹ ở trên kia. Kia đây, con kia phải không? Không, con đấy đang bầu thôi anh ạ. À. Thế sau này số lượng mà nó nhiều ấy thì em tính sao? Vẫn chăm hết à? Có bao nhiêu chăm mới nhiều à? Vẫn chăm. Hey. Cơ. Đấy. Vừa ai mí điều đầu tiên là phải thân thiện với chúng, ra ôm hôn một nó đi. Ra ôm hôn con dê đi. Nào thông thường nào. À. Đố em dám trêu con đấy đấy. Con đấy đầu gấu lắm đấy, đấy cắn tay đấy. Đấy, cắn tay kìa. Con bé đây này. Đấy, thử bế con dê bé. Bế, là không, bế được mà. Đây, bế được nó hả? Yêu ơi, thơm một cái nào, Con mẹ nó đây, mẹ nó để ý thôi đây, mẹ nó. Con này ấy. Con này mới đầu gấu ấy nhỉ? Đầu gấu này chất này. Nó kiểu tìm ăn thôi, nó không phải cắn mình đâu. Nó cứ tưởng miếng ăn ấy. Đây này, mồi chỗ này, này dê này. Đấy, ra cắn đi. Ra cắn đi. Cắn bơ ai mí đi. Trời ơi, sao mà chết quá. Hồi bé là em cũng hay đi chăm dê đó. Nó đất đá thẳng đứng mà nó cũng trèo lên được ai. Đúng rồi. Thế à? Con dê này nó ăn lá ngó nó không sao đâu mà. Đúng không? Mẹ em cũng không biết nhưng mà người ăn lá ngón thì là hẹo luôn đấy. Thôi được rồi. Mấy con mẹ vịt này. Con nào con đấy nhìn béo gáo hình nhỉ? Mà có như là em chăm bọn này tốt thật đấy. Nó cũng chỉ ăn ngô cái này thôi mà. À. Đi xuống suối bắt được cá thì bắt được con nào thì ăn con đấy. Thơm thế nhỉ? Ui cái loại này nó ngủ. Nó ngủ ở trên cây có khác nhỉ? Con nào con ấy cứng đơ đơ luôn. Chín chưa? Ôi, cái này đen lắm rồi. Thành chưa? Đây, đây xem nào. Ui. Cái này còn hơi. Ui. Ui, cái nước này. Nó phụt ra luôn đấy. Hôm nay là cái này à, nó hơi ấy đấy nhỉ? À. Vẫn còn dai đấy. Không sao đâu em. Úi dồi anh em ơi. Đúng là gà ở đây. Mình bấm tay vào cảm giác nó cứng đơ luôn đấy. Tí mà nhá. Nhưng mà may là bộ nhá của anh em mình là toàn những gọi là được luyện gọi là máy nghiền. Gà thì nóng hổi rồi. Nhưng mà các bạn ạ, là không thể thiếu được quả chẩm chéo. Đấy. Nước chấm thần thánh luôn. Anh em nào mà có mua ủng hộ vợ chồng mình thì cứ 100.000 một lọ nhá. Đấy, hàng nhà mình là đóng full đầy luôn này. Cái muôi để canh này. Em đi vào lấy chút. Đây có muôi đây rồi. Đây đây đây. Nước luộc kia đi. Ừ. Ca đã bao giờ xơi món chẩm chéo này chưa? Không mọi có đặt mua rồi anh ạ, nhưng mà không biết cách pha. Người thơm không? Cái này là mùi của hạt dổi mắc khén, quế hoa hồi, thảo quả. Đúng rồi, mình có thể pha với nước mắm này, pha với cái, bất kỳ cái gì luôn. Cẩn thận đừng lấy cái này trong quệt mắt nhé. Đây. Người đã thấy sổ lên mũi rồi. Đây, cho một chút vào đây. Rồi cho một chút nước luộc gà vào thế thôi, là chấm thôi. Không cần thiết phải. Nếu mà các bạn có bộ óc hay là có cái gì nữa thì là quá tuyệt vời. Nhưng mà có nước luộc gà đây là đỉnh. Thêm súp hay gì nữa không anh? Không cần em, cái này cứ thế này thôi. Nếu mà các bạn mua được hàng chuẩn, hàng xịn nhà mình ấy thì là chỉ cần như này thôi.
Đây cho một chút nước luộc gà vào nữa. Thêm tí nước nữa đi. Nước luộc gà chuẩn đâu. Nhưng mà bình thường không có nước luộc gà thì mình có thể lấy nước lọc cũng được mà. Lọc cũng được. Ừ. Nhưng mà phải nói là cái con gà ở đây chất lượng. Vâng. Ừ. Gà này mình chỉ nuôi ngô, chăn bằng ngô thôi mà. Chăn bằng ngô đúng không? Ừ. Thôi xin phép của nhà để tri ân gọi là đến nhà em Lý Thị Ca chơi thì anh em nào cứ mua chẩm chéo nhá. Mua 3 lọ, Hải tặng 1 lọ, các bạn chỉ có mua được về chương trình khuyến mãi này khi xem video này thôi nhá. Nên là nhanh tay ấn vào TikTok shop của Sapa TV nhá anh em nhá. Đấy. Còn bây giờ thì chiến ở nhà em nhỉ. Này, nóng hổi. Đây để anh ấy cho không là nóng đấy. Đây này. Anh em này. Đấy. Em không xé được đâu. Để anh xé ra, để anh xé ra không mỏng. Không, em chịu nóng quen rồi anh ạ. À thế ạ. Chịu khổ quen. Chịu khổ quen rồi. Đây, bà chụp. Thôi đây cứ để anh, cứ để anh. Đấy. Chén đi em. Tự xé được rồi. Đây cái này này. Đấy, anh em thấy không? Đã chưa? Chất lượng kìa. Rồi, mời cả nhà nhá. Ca thử. Nhưng ca ăn được cay không? Em ăn được cay mà. Ừ, chưa được rồi. Đây, thử thế nào. Thử một chút nữa. Chấm vào đây. Chấm với chấm chéo ấy. Gà chấm chấm chéo ngon lắm nha. Đang phải thử xem. Ủa, lập luôn. Lập luôn. Chị ca chắc cũng phải xem anh Hải ấy. Thế nào chị? Ngon. Ngon thật nhưng mà hơi cay một tí. Nên là nhân đây cũng khuyến cáo với các bác luôn. Ví dụ như là bác nào mà thực sự mà không ăn được cay thì thôi đừng mua làm chéo nhà mình, không tránh về các bác lại bảo là cay quá. Xin phép ở nhà nhá. Ủa. Ăn được con gà đây nó chất lượng. Em quên mất, em cứ tưởng quay như của em quên không mời cả nhà rồi, em mời cả nhà nhá. Nhiều khi là video của em là video câm. Video của ca là kiểu dạng theo kiểu kịch câm ấy nên là hơi mọi người thông cảm. Đấy. Wow, ngon. Gà này chấm với cái này thì quá chất lượng anh ạ. Chất lượng. Ngon thật đấy. Quá hợp thịt gà. Còn bơm anh mới hai cái đùi hơi bé nhá. Ừ. Anh bảo khóe lắm à? Ừ. Thịt ngọt lắm. Sau lần này đi sang chị Ca du học về thì hai đứa có ý tưởng gì chưa? Cũng học hỏi được rất là nhiều ý tưởng. Tham quan công trình của chị Ca rất là nhiều farm ấy. Nói chung là cố gắng. Nhiều khi là kênh của bọn em ấy thì mình phải kênh đã là làm YouTube thì mình phải thay đổi nội dung liên tục. Đấy, thì để cho cô chú xem không bị nhàm chán. Anh là bây giờ đang thay đổi đi sang nước ngoài rồi đấy. Nhưng mà phải nói là đi sang bên đây mình mới thấy là người Việt Nam mình cực kỳ là giỏi luôn. Chỉ cần những cái thước phim rất là đơn giản, bình dị đời thường thôi mà làm cho người nước ngoài xem họ rất thích luôn. Việt Nam mình là nhiều cảnh đẹp đấy. Món ăn ngon. Bà con thân thiện. Gà ở đây ngon thật đấy. Chờ tí nhá. Chờ tí. Vội cái gì. Em ở đây là rất là đông, nhưng mà nếu mà cho đội này là mình khác thì kiểu quảng xương cho chó cắn nhau đấy. Vâng, yeah. Đúng rồi. Nên là để tí nữa nhá. Để gom để đấy. Gom để đấy xong một tí nữa. Ủa, ngon quá anh em ạ. Thề có một ngọt thật sự luôn. Nhà chợ ở cách đâu xa không em? Cách tầm 9 cây anh ạ. 9 cây. 9 cây? Vâng. Ủa. Chợ gần nhất thì đi 6 cây. À. Còn mà đi đến Hà Giang xa hơn thì khoảng 50 cây. Ủa.
Thế là mình đi à, đi như thế là cũng vất vả, thu hoạch nông sản các thứ xong mang đi bán vất vả. Vâng. Đi nhiều cũng quen anh ạ. Ừ. Nhưng mà có đường núi, đường tắt mà. Nha. Không nhất thiết phải đi đường cái. To. Ừ. Mình đi đường tắt lên núi cho mình cứ đến đấy xong lại vòng xuống lại đến chợ mà. Nha. Kênh của ca là cũng là 1,1 triệu, 1,2 triệu theo dõi anh nhỉ? 1,2 anh ạ. 1,2 triệu các bạn ạ. Nhưng mà... Để anh nha. Để anh cho cái rau rồi nhá. Nghe. Nghe anh em thấy không? Ca hay làm như nào chứ? Kiểu à, vặn cổ cái này luôn đúng không? Đúng rồi, em hay vặn xong rồi cho vào luôn, đúng rồi. Đấy. Mình xem. Sôi lên nào, ăn thử anh. Mình xem video của bạn Ca này rất là nhiều luôn đấy. Nấu canh luộc sao được mà. Đi ra ngoài đi, tí ăn xong. Các ông nhà đảng đâu? Nào, bữa anh mình đi chiến tiếp đấy. Này, đây anh em thấy gà chưa? Nhìn ngon nè. Ấy, cái nước của gà này. Chờ nó tỏng ra. Đấy. Ngon. À, chất lượng chưa? Mình ai thực sự các bạn ạ, ai ghét mình như nào thì mình lại thích bẻ gà như thế. Thích bẻ cái gà ấy. Này hai đứa chiến thật tít vào. Hôm nào mời chị Ca lên nhà em là phải bỏ cái con cá hồi ấy, đừng một cân chưa nhỉ? Ăn được. Nhà bạn này là có cái trang trại, Phương Anh Mí có trang trại cá hồi đấy. Cá hồi, cá hồi cá tầm luôn đấy. Cảm ơn anh. Nào mời chị lên nhà em. Ăn lẩu trên nhà em. Dịp là chị lên. Nước lạnh lắm, nuôi được cá. Nước ở đây nó còn buốt luôn, nước lạnh cái gì. Đây anh em này. Nước lạnh hoặc nước từ trong khe đá ra đấy đúng không? Trên rừng già. Đúng rồi, nó rất là lạnh. Ở đấy là rừng quốc gia Hoàng Liên. Ui, anh em nhìn thấy con gà chưa? Nhìn thấy chất lượng gà này. Cái da của nó này, đấy. À. Em ăn được canh không? Em ăn được canh. Ui. Ai hồn 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 bẻ bọc. Nóng ạ. Cái gà này không bẻ nữa cơ. Mai anh ạ. Kéo. Dài đấy. Đấy. Đây, anh em nhìn này. Nhìn cái miếng thịt gà mà nó cơ bắp như này này, thấy không? Quần quận luôn này. Đấy. Cái da này chắc là ăn thì nó giòn. Mấy chị em lại không khoái ăn da? Không ăn da. À. Ai Mỹ cũng không ăn da đúng không? Không, em ăn da mà. À thế à? Đây, anh tặng cô em quả này. Để chấm cái quả chẩm xéo xong nó uy tín không? Đấy. Rồi. Ngập mồm. Đố mày nhá là cái quả da đấy. Anh em lấy quả da gà uy tín chưa? Đấy. Ăn miếng này này. Còn đây, các bác nhìn hộ tôi cái quả đùi này cái. Cái nhìn cái quả đùi mà nhìn cái cơ bắp cái này cơ mà. Thấy không? Gà là cơ bắp quần quận này luôn. Đâu này, để anh lấy cho em một cái đùi nữa nhá. Em ăn cái cánh được anh. À, khó ăn cánh ạ. Úi. Chưa bẻ rất nhiều có loại gà rồi. Nhưng mà chưa bao giờ thấy có con gà nào mà nó cứng như cái gà của Lý Thị Ca. Đây. Này, chế đi em. À đây em không ăn da đây. Đây có mình cảm ơn. À ok. Chế đi nào. Mình vô đi. Vô phát nha. 1 2 3. Vô. Đúng là người ta gọi là miếng ngon nhớ lâu. Anh cắn cả da nó dai. Mà con gà này nó phải mừng thọ khoảng 15 lần rồi. Nè con này sẽ biết nói chưa em? Con gà sẽ biết nói chưa? Sắp đấy anh ạ. Sáng dậy cứ vẫn nói mà. Sáng sớm rồi. À nè. Nó nói kiểu như nào?
Nó nói như kiểu ó ó ó thôi. Ó ó là sáng nhỉ. Giòn thế, ngon. Nhận giòn thật. Tuyệt vời. Thế là thông qua đây là sau này chơi với các bạn này, cũng hy vọng là các bạn trẻ ở vùng quê Việt Nam ấy, mà nơi mà còn những hoàn cảnh khó khăn ấy, các bạn có thể làm cái mô hình giống như bạn là Ca này, rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đây theo đúng kiểu là bỏ phố về quê ấy, nhưng mà ở đây là quê luôn rồi. Rồi ăn cái da nó đã nhỉ. Vâng. Đã bao giờ ăn con da gà nó ngon như này chưa? Em Mỹ. Em chưa bao giờ ăn cái da mà cũng giòn như này. Da. Ngon thật thật chưa? Cái rau này bao lâu chín em? Xôi được à? Ốc xôi chưa anh? Chưa. Ừ, để cái củi vào. Ừ. Đây, anh em mình là còn là chuẩn bị luôn cả. Cả khoai nướng ở đây các bạn nhé. Đấy, lát nữa là chơi xong gà là sẽ mắt chiến khoai luôn. À, đã bao lâu rồi các bạn chưa nhìn thấy quả. Cái này gọi là quả kẹp. Kẹp. À, đấy, anh em thấy không? Kẹp này là bằng mây đúng không em? Hay là bằng tre thôi. Tre thôi à? À. Giờ thì sau khi thưởng thức món gà xong, bây giờ anh em mình sẽ chơi món bún. Đấy, với cả rau chân vịt anh em nhé. Đây. Ui, nó sôi này, đưa anh. Chất lượng kìa. Ừ. Nó thơm. Em ơi, cảm ơn anh nhé. À. Nồi canh cực kỳ chất lượng luôn nhanh em nhé. À. Nước luộc gà này. Khoai chín chưa? Chín rồi đấy. Mình nhớ ngày hôm Tết này, bọn anh luộc bánh chưng ấy, xong rồi hai vợ chồng nướng củ khoai, một lúc sau ăn đen thui lũi cả răng cháy hết. Đấy. Này là bây giờ phải kéo cái củi ra chưa? Thôi, mời anh em xơi đi. Cho anh mở đây luôn. Cho cái này vào nữa nhỉ? Ừ, phải cho một tí chẩm chéo vào chứ. Thế nó mới gọi là đủ cái vị của nó. Cô cho anh xin một chi chút này. Thêm thêm tí nữa đi. Em lấy không? Anh thêm tí nữa à? Cho nó cay cay thêm tí cho nó. Rồi, mời anh em nhá. Nào, bố anh em mình dô cái cho nó đoàn kết nào. Một, hai, ba, dô! Nay là phải sớm hẹn Ca ở trên nhà hàng Sapa TV. Hôm đấy là Pơ và Ai Mỹ phải sang nhậu cùng chị ấy nhá. Ngon nhỉ? Ngon quá. Bát bún này đúng là đậm chất quê luôn anh nhỉ? Ngon. Không, có gọi là đậm chất tình cảm. Bao nhiêu tình cảm chan chứa trong bát bún này đây anh em ạ. Cá bao này thơm chị ạ. Cái rau bao này nhiều người không biết ăn đâu, nhưng mà thực ra nó rất là tốt cho sức khỏe. Ừ. Nhất là những cái bà mẹ đẻ con xong ấy. À. Thì ăn cái rau này có rất là nhiều sữa. À. Xong là trị được bệnh của mình luôn. Anh thấy người Dao ở đây ấy, người Dao là rất là giỏi trong những cái bài thuốc dân gian. Chẳng hạn như là người Dao ở đây ấy, là có cái bài thuốc tắm anh em ạ. Thế mà bà đẻ mà vừa mới đẻ xong mà tắm cái đấy phát ấy, lại đi làm đi nương ầm ầm luôn. Người rất là khỏe đúng không anh ạ? Đấy. Xong là có cả thuốc uống nữa mà. Ừ. Bây giờ mình vừa mới đẻ xong thì nó chưa sạch ấy. Thế lấy vào là sạch người. Ờ. Đúng không? Ờ.
ăn bát bún này uy tín này, đã có sức để đi farm tiếp. Nhưng thứ khi mà anh em xem Sinh Thành Nghĩ Ngã là được ông xã gọi là hai vợ chồng tự biên tự diễn là làm hết các bạn. Nhưng lần này sẽ đi chơi là hơi vội mà chưa thuyết phục được ông chồng, và ông chồng hay kiểu ngại. Ít xuất hiện được ông kính, nhưng mà để lần sau phải năn nỉ mà thôi vào chơi với anh để quay như thế với các bạn. Nói chung là nó là một cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều các bạn là có cái định hướng này để làm nội dung ấy sau này. Bữa anh biết không, ngày về phải làm cho tít hoa lo lên đi nhá. Nhưng mà phải sang đây thì em mới biết được là công nhận anh chị. Rồi, nhờ. Hỏi được nhiều cái thì em chị. Thế bây giờ về còn tìm chồng lấy chồng nữa không? Hay là làm thời gian nữa để lấy? Em còn lâu anh. 30 chứ phải Tết rồi. Đấy, thôi câu mà xác định theo đuổi Pơ Ai Bí thì từ từ nhá. Chờ tí cho bạn nhá. Đúng không? Mấy đứa ăn nhá. Anh xin phép bạn làm tí khoai. Khoai này được trồng ở ngoài vườn luôn á. Mới đồng là như ca chia sẻ hôm qua là khoai này mới đồng là trồng là lấy cái gì mà lại là da củ ấy nhỉ? Giống như là giống một lấy củ. Lấy cái củ ấy, em trồng củ ra củ mà. Nhưng mà lúc đấy là lợn nó thứ vào phá hỏng. Nó còn sót lại với củ đúng không? Đồ em cứ xin thử. Thơm lắm. Này, thơm lắm. Mấy đứa ăn đi, ăn xong ăn khoai thơm lắm. Không, ăn bún đi. Chị bẻ cho, ăn đi. Ăn đi. Đấy. Ui. Cái cảnh này mình lại nhớ lại kiểu ngày xưa ấy nhỉ. Anh em gia đình còn khó khăn, anh em chia nhau củ khoai nướng thì vui. Chung nhau mới vui chị nhỉ. Khoai ngọt thế. Ngọt nhỉ. Thơm. Ngọt thật sự luôn ấy. Mỗi lần đi làm vườn làm ấy về mệt mệt là làm củ khoai. Làm được tiếp, làm có lại có năng lượng để làm tiếp. Không cần ăn cơm mà anh. Ngon mà nó thơm. Nhưng anh em nào mà thích cái cuộc sống bình dị như này thì hãy comment ở phần bình luận nhé. Tuyệt vời không? Xong bây giờ lại đi cho con vitamin cái gâu nó ăn đúng không? Vâng. Anh thấy là vừa nãy ca đi chợ mua bún, có mua thêm cho các bạn gâu gâu nữa. Đang nằm chờ. Thẩm diện mai phục sẵn à? Biết là chưa cho ăn nên là không dám đứng ngó nghiêng đâu. Nhưng mà phải nói là chó nó ngoan. Sau khi mà anh em ăn xong còn dư ít bún là mang sang cho mấy em vitamin gâu gâu đấy. Ở đây là rất là có kỷ luật nhé các bạn nhé. Đây. Con nào con đấy là vào. Không có. Kể cả mình đang ngồi quay ấy, mà bọn nó không dám phi ra đâu nhỉ? Không. Rất là kỷ luật luôn đấy. Ngồi đấy chờ, nằm chờ. Ơi còn con ấy đi đâu nhỉ? Về đây nào? Mấy con đằng sau này mấy con già già này thực sự là rất là chảnh chó. Cái bằng bằng của nó đâu rồi, không thấy đâu cả. Bên này chị phải mời nó ăn, nên chị có thế. Ăn đi. Lu về đây, lu con. Nhưng mà càng ngày là thấy cái cảnh ở đây là càng đẹp đấy các bạn ạ. Đã thật đấy. Con học hai cái. Ở đây đúng là kiểu là sống là sẽ thọ rất là nhiều luôn đấy. Này cho hai mẹ con về đây. Lúc này lại quên thử cái gì này. Mà mới làm hỏi hết. Ê, về đây nào. Nhanh nhanh. Ăn đi, vào đây.
Mày phải chơi cả chậu mới ăn. Con đấy này cho nó cả chậu đi. Chạy này. Con bé đã chạy rồi. À. Đám kia ăn xong rồi bị làm sao không đã? À, chưa phải tỉnh đòn nhá. Đề phòng rất cẩn thận luôn. Ừ. Nhưng mà hôm nay đến đây thì nói là cảm ơn Kha rất là nhiều. Thì sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video. Thì nhờ Kha là cho Pơ và anh Mí với cả cậu An ở lại để luyện công. Đấy. Mình không biết nói gì hơn cả. Thì chỉ cảm ơn Kha rồi. Cảm ơn khán giả Sapa TV đã theo dõi và đồng hành cùng Hải. Đấy. Còn bây giờ thì chúc kênh Kha là sớm đạt một triệu rồi anh. Không, 10 triệu. Là nút kim cương đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là chắc là kênh này cũng sớm thôi. Còn bây giờ thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp của anh em mình nha. Bye bye. Cảnh đẹp quá. Quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.